khả hãn hoàng đế nhà đường lẽ ra phải ẩn náu ở nơi này có vẻ như lần này anh ấy gặp khó khăn khi bay hay 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 này chàng trai bạn có thấy xe ngựa nào đi qua đây không thằng già này hóa ra tôi đã bị người thổ truy đuổi đến đây khan đang hỏi bạn điều gì đó bạn có bị câm không đã không thấy thằng nhóc sẽ không nói sự thật những kẻ man dợ thổ nhĩ kỳ xâm chiếm các nhà lãnh đạo nhà đường của chúng ta cướp tiền của nhà đường và làm tổn thương người dân nước tôi gai ga mệt mỏi vì phải sống dũng cảm điều này là không thể mặc dù hôm nay không có nhiều người được đưa ra ngoài nhưng để thoát khỏi hoàng đế nhà đường cha tôi đã gửi cho tôi những chuyên gia hàng đầu tôi không ngờ rằng mình sẽ bị anh chàng này đánh gục anh bạn bạn thật tuyệt vời chúng tôi đang đi bộ nếu không phải ngàn năm nữa chúng ta vẫn là một gia đình vào ngày này năm sau, cỏ của bạn sẽ cao gần 8 feet. Kỹ năng võ thuật của hoàng tử cả thật sự phi thường. Du Du đã nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều này từ xa. Bao gồm cả vết bớt trên ngực hạ nhân. Du Ru Hui vô cùng sốc. Bệ hạ đã nhìn thấy nó. Tôi đã nhìn thấy độ ái khánh. Tôi nhờ cậu đi tìm tôm của tôi, sao cậu lại quay lại? Bệ hạ, tôi thấy rằng xiao leng jun đã giết tất cả người thổ nhĩ kỳ ồ tôi sẽ đi là vị tướng sáng lập nhà đường với những chiến công quân sự vĩ đại anh ta không những không thể đối phó với những kẻ giết người do người thổ nhĩ kỳ mang đến và khiến hoàng thượng gặp nguy hiểm tôi không tốt bằng một cậu bé giữa mọi người có con tôm nào bị thương không tôm có ổn không chàng trai trẻ không hề hấn gì tôi đã nhìn nó từ xa chàng trai có vết bớt hình hoa mận trên ngực anh ấy là hoàng tử lớn nhất của bệ hạ không ngờ đại hoàng tử lại sống lưu vong học một kỹ năng trong cuộc thi võ thuật đã đạt đến đỉnh cao kẻ giết người bất ngờ tất cả đều đã bị một mình anh xóa sổ tôm thật nghiêm túc tiêu diệt tất cả những kẻ giết người do người thổ mang đến vâng thưa bệ hạ hoàng tử lớn tuổi có võ công phi thường có lẽ đúng như anh ấy nói. Đệ tử bất tử, có vẻ như con tôm suốt bao năm qua chắc hẳn đã phải chịu nhiều thiệt thói. Bệ hạ, tôi sẽ đợi ngài công bố chuyện này ngay bây giờ. Hoàng tử lớn nhất chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đại hoàng tử có kỹ năng võ thuật phi thường. Sau khi trở về cung, ta sẽ bí mật phái người đến bảo vệ đại hoàng tử. Bàn bạc làm thế nào để đưa hoàng thượng về cung không an toàn sao? Rất khó hiểu, vâng. Việc thừa nhận vấn đề này cũng sẽ mang lại sự hỗn loạn đáng kể cho tòa án. Lúc này chúng ta cần có một cách tiếp cận lâu dài. Nó chỉ làm tổn thương con tôm của tôi, nhưng đó là con trai tôi. Bệ hạ, chuyện này không cần phải lo lắng. Sự an toàn của bệ hạ là ưu tiên hàng đầu. Nó không thích hợp để gây ra quá nhiều rắc rối. Tôi đau khổ, thiếu gia, đám người đột ngột này thật đáng đời thưa ngài ngài thật tuyệt vời những người này được coi là chuyên gia hàng đầu tại sao người thổ lại đến săn cậu bé này anh ấy rất giàu phải không ông tôm bây giờ chúng ta có những điều rất quan trọng cần quay lại tôi không thể ăn tối với ông tôm nữa tôi chắc chắn sẽ đến gặp bạn sau khi chúng ta giải quyết xong vấn đề lúc này trong mắt hoàng hậu trường tôn tràn đầy nước mát bất đắc dĩ nắm chặt tay tôm cái này là cái gì nó thể hiện tình yêu của bạn vì đã cứu mạng tôi ông tôm đừng ngạc nhiên đó là bởi vì bạn thực sự trông giống tôi con trai đã mất tuyệt lúc này tôm không khỏi cảm thấy đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi du hành đến cơ thể này sau thời gian khó khăn anh bò ra khỏi đống người sống này không có ký ức về chủ nhân ở kiếp trước Lúc này, Sharon đang đối mặt với vợ chồng Lee E. Có một cảm xúc khó tả. Như thể họ giống cha mẹ ruột của anh ấy. Tiểu lang quân, xin đừng di chuyển trong thời gian này. Vợ chồng ông chủ và tôi sẽ quay lại giải quyết xong việc. Tôi sẽ biết ơn khi bạn quay trở lại. Đợi đã, đây là viên thuốc tôi làm có tên là penicillin. Có thể điều trị nhiễm trùng vết thương sau khi về nhà, cho anh Lý uống 3 viên mỗi ngày. Phải mất ít hơn 3 ngày để phục hồi. Cảm ơn ông Tôm. Sau lời chào, Ly Simin ngồi trên, xe ngựa đã quay trở lại. Thiếu gia có vẻ có quan hệ tốt với gia đình anh Lý. Người Tôm nhìn Ly Simin lái xe đi. Có điều gì đó buồn không thể giải thích được. Cảm giác này rất mạnh mẽ. Tiểu đào, quay lại đi. Ối, zip, zip cái rắm rồng của tôi dường như vẫn còn đau. Gửi bác sĩ hoàng gia cho tôi xem có ổn không? Tôi không biết tại sao tôi lại cười người yêu của tôi. Tôi đã nhiều lần cố gắng khuyên can bạn đừng đặt công việc của chính phủ lên hàng đầu. Bệ hạ sẽ không lắng nghe. Bây giờ bệ hạ đang bị quân thổ truy đuổi trên đường rút lui. Bị thương nặng, tim tôi đau quay surprayer này thường thích hù dọa tôi nên quên nó đi sao hôm nay nói chuyện lạ thế được rồi